À, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại khui hộp và tiếp tục lên sóng một đầu đi thang. Victor nha. Victor. Mã là QLA7. Mẫu này là mẫu nâng tay nhưng mà nó hết đĩa, nó sẽ tự nâng cần lên tắt máy. Hàng nhập Nhật Bản nha. Nó tem cái mã vạch hóa đơn đầy đủ nha. Mấy cái thùng này mình cũng đã từng mở ra chỗ dịch vụ vận chuyển để mình kiểm tra hàng có bị bể vỡ không ha. Đó, giờ mình mở chi tiết luôn cho các bạn coi. Đây các bạn. Có túi đợt này, cái này đóng kỹ, có bơm túi khí luôn, rất là hay luôn. Này quảng cáo đầu điện tử bên Nhật, tờ quảng cáo này, máy rất đẹp nha, tờ QLA7. Để mình bưng ra. Tình hình là máy rất đẹp nha các bạn. 5 megazin theo máy nha. Sáng đẹp long lanh nha. Ở đây nó bị bụi dơ chút xíu thôi. Lau bụi nha. Là hết. Bàn xoay nó cũng sáng đẹp nha. Cùng lắm dơ lau bụi thôi. Mà con này như thế đẹp long lanh luôn rồi đó. Kim máng zin nha, cũng cần đẹp nha. Đó, tổng thể máy rất là đẹp, long lanh luôn, nó không có vết chì xước nha. Bề mặt nhôm cũng rất đẹp nha, không có chì xước nha. Con này long lanh luôn á, gần như mới luôn á, gần như khui thùng luôn á, góc cạnh vuông góc hết nha, rất đẹp nha. Bên hông nó cũng không có chì xước nha, rất đẹp nha, long lanh luôn á, bóng loáng luôn á, lắp cũng rất đẹp luôn, zin luôn. Nó phía sau cũng rất đẹp nha, tem Victor QLA7 nha, điện 100V 7W, có số series là 5333, made in Japan. Cái góc cạnh vuông góc hết nha, trước sau nó cũng rất là đẹp nha. Dây điện JB gì của nó cũng dẻo nha, còn rất là dẻo nha, rất tốt nha. JB của nó như nè, mấy cái dây còn rất là dẻo nha các bạn, đẹp long lanh luôn.
Này, bên hông bên đây cũng vậy, rất là đẹp, không có một dấu chày xước luôn. Đó, mình review cận cảnh luôn nha các bạn. Đó, tổng thể máy nắp Mikazin rất đẹp nha, sáng đẹp long lanh luôn. Đó, thân máy đều rất đẹp nha, không có một dấu chày xước nha. Cũng lắm bụi dơ lau thôi, lau bụi thôi, long lanh, cực kỳ đẹp. Giờ mình lắp lên và test thử cho bạn coi. Dạ rồi, mình đã lắp sẵn lên bàn rồi, giờ mình test cho bạn nha. À, tình trạng làm nắp Mikazin theo máy sáng đẹp nha. Không có nứt vỡ, không có chày xước nha. Con này đẹp gần như mới luôn á. Nó đẹp gần như mới luôn á, đẹp long lanh luôn á. Còn thân máy là gỗ bóng piano, cũng đẹp long lanh luôn, không có một cái chày xước luôn. Nãy dơ bụi thì mình có lau bụi thôi, chứ nó không bị gì hết. Nãy mình cũng review xung quanh máy rồi nha. Nó đợt này là kim máng zin nha, Victor nha, kim cổ đầu to, dạng này đánh nhạc rất là ấm nha, rất là trầm ấm. Nghe bolero nhạc xưa là cực kỳ là hay luôn. Đây là máy thả tay hoàn toàn nha bạn. Mình thả tay vô, khi mà hết đĩa máy sẽ tự nâng tay cần lên và tắt máy. Máy này nghe nhạc rất là hay nha, dòng Victor nghe nhạc rất là hay nha bạn. Vì là 7 mẫu này nó sẽ tự khóa tốc độ, có đèn soi tốc độ. Đây là nút nguồn, bật công tắc thì nó sẽ sáng đèn. Và khi mình bấm, đây là tùy chọn 33 vòng, 45 vòng. Cái này là công nghệ một chạm nha. Thời điểm ngay năm 1978, công nghệ mà cảm ứng một chạm là công nghệ tiên tiến nhất của thằng Victor, của hãng Victor nha. Rất là hay nha các bạn. Mình chỉ cần bấm chạm nhẹ là bạn xoay chạy, và máy sẽ tự khóa tốc độ khi đặt chuẩn, sáng đèn 33 vòng. Đó, ở đây là mình tùy chọn 45 vòng, đây stop 33 vòng, 45 vòng, về nút nguồn. Đó, khi khóa tốc độ mình sẽ thấy cái bạch đèn của nó sẽ dừng lại, là chuẩn tốc nha. Nó ghi quạt lóc máy quạt và tự động khóa tốc độ. Đó, mình chỉ cần đưa tay cần qua mép, xong rồi mình gạt cái thanh này xuống là tay cần nó sẽ hạ. Đó, tay cần hạ nhẹ nhàng nha. Khi mà mình đang nghe, mình muốn di chuyển bài thì mình đẩy cái thanh này lên rồi mình di chuyển bài đến là mình mong muốn thôi, rồi mình gạt tay này xuống. Đó, thank you.
chàng, nguyện cho chàng đặng chữ bình an. Khi máy mà chạy hết đĩa thì nó sẽ tự động nâng cần lên và tắt máy nha bạn. Đó, nó sẽ tự nâng cần lên tắt máy, mình chuyển đưa trở về rồi khóa tay cần lại. Ở đây nó cũng nhảy lên luôn. Ở đây là mình chỉnh size đĩa 25 hoặc 33 nè, cho tay cần vô nó tự lên, tự nâng tay cần lên tắt máy nè. Còn ở đây mình quay qua size 17 nè. Máy đẹp xuất sắc luôn nha, máy đẹp gần như mới luôn nha. Thì các bạn thích thì các bạn kết bạn Zalo, yêu cầu mình gửi hình ảnh. Mình có những hình ảnh chụp ngoài trời rõ ràng, chứ không phải là chụp trong nhà thiếu ánh sáng, bật ánh sáng đèn ảo diệu của mình không có nha. Mình chụp ngoài trời luôn, rất là rõ ràng luôn. Đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.